Thưa quý vị và các bạn, dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao vừa được động thổ tại thị trấn Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa là dự án quan trọng thực hiện đề án phát triển nông nghiệp thông minh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020-2025, gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm ổn định tại chỗ, nâng cao thu nhập và đời sống vật chất tinh thần cho nông dân tỉnh Cao Bằng. Đây cũng là công trình thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025, được kỳ vọng sẽ là bước tiến mới, đánh thức các tiềm năng khu vực biên giới, không chỉ thị trấn Hòa Thuận mà lan tỏa đến các huyện, tạo nguồn cung dồi dào sữa tươi cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Cao Bằng là tỉnh miền núi biên giới phía Bắc và Đông Bắc, giáp khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc với đường biên giới dài trên 333 km, phía Tây giáp tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, phía Nam giáp tỉnh Bắc Cạn, Lạng Sơn. Toàn tỉnh có diện tích tự nhiên 6.724 km, dân số trên 533.000 người. Cao Bằng có tiềm năng lợi thế đa dạng trên tất cả các lĩnh vực từ công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và dịch vụ. Tỉnh đã tận dụng lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng có đặc trưng riêng để hình thành các vùng cây, con, đặc sản, đặc hữu. Là tỉnh miền núi phía Bắc có nhiều cơ hội giao thương với Trung Quốc, Cao Bằng luôn khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các tập đoàn, nhà đầu tư, doanh nghiệp, tìm hiểu đầu tư vào ba lĩnh vực có tính đột phá về phát triển nông nghiệp thông minh theo hướng xanh sạch, lĩnh vực dịch vụ với trọng tâm là kinh tế biên mậu và đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tập đoàn TH là một trong những tập đoàn lớn, nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam trong ngành hàng thực phẩm sạch có nguồn gốc từ thiên nhiên. Dự án đầu tiên, thành công nổi bật là dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp, công nghệ cao tại tỉnh Nghệ An. Trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung xác nhận có quy mô lớn nhất châu Á với công nghệ hiện đại, sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Đó là doanh nghiệp sữa đầu tiên được xuất khẩu sữa chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới. Hiện nay đang triển khai mở rộng nhiều dự án tại các tỉnh thành trong nước và có xu hướng đầu tư trang trại bò sữa ra các nước trên thế giới như Nga, Úc. Tháng 10 năm 2019, TH Trumil đã trở thành thương hiệu sữa đầu tiên của Việt Nam được cấp mã số xuất khẩu chính ngạch các sản phẩm sữa tươi vào thị trường Trung Quốc. Với mục tiêu tới năm 2025, tổng đàn bò sữa chăn nuôi tập trung và liên kết với nông dân của TH đạt 400.000 con, sau tỉnh Kon Tum, An Giang. Tập đoàn TH đã triển khai các dự án tại Hà Giang và Cao Bằng đều có tổng vốn đầu tư 2.544,5 tỷ đồng. Xây dựng cụm trang trại chăn nuôi tập trung với quy mô đàn bò sữa 10.000 con và nhà máy chế biến sữa công suất 49.000 tấn một năm. Áp dụng mô hình chăn nuôi khép kín tập trung ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 4.0, nhưng dự án chế biến sữa của tập đoàn TH tại Cao Bằng vẫn liên kết chặt chẽ với nông dân, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội ở vùng biên giới khi thực hiện liên kết với người dân trồng ngô, cỏ nguyên liệu. Đáp ứng các yêu cầu khắt khe về hàm lượng dinh dưỡng phối chế khẩu phần ăn cho đàn bò. Tại Lũng Tén, xã Đại Sơn và Lũng Mười, thị trấn Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa sẽ cung cấp diện tích 66,7 ha đất cho phát triển dự án. Trong đó, khu trang trại chăn nuôi bò sữa rộng 63,7 ha, khu nhà máy chế biến sữa 3 ha. Ước tính khi dự án đi vào hoạt động, hàng năm sẽ đóng góp khoảng 600 tỷ đồng cho tăng trưởng GDP của tỉnh, trên 200 tỷ đồng nguồn thu cho ngân sách, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho khoảng 500 lao động trực tiếp và hàng nghìn lao động gián tiếp. Theo nhận định của ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn TH, trước khi triển khai dự án chăn nuôi bò và chế biến sữa tại Cao Bằng, Tập đoàn TH đã cử các chuyên gia giàu kinh nghiệm, nghiên cứu điều kiện tự nhiên tại địa bàn tỉnh Cao Bằng. Lấy những mẫu đất về Israel để thẩm định, trồng thử các giống cây thức ăn nguyên liệu cho bò sữa nhập từ Mỹ, Úc. Kết quả cho thấy các loại cây thức ăn nguyên liệu trồng ở vùng đất này có chất lượng tương đương các loại thức ăn thô xanh nhập khẩu. Mặt khác, Cao Bằng là địa phương có rất nhiều thuận lợi cho phát triển ngành chăn nuôi loài đại gia súc ôn đới như bò sữa. Địa hình Cao Bằng chủ yếu là cao nguyên đá vôi xen với đất, độ cao trung bình tại các vùng sát biên giới Trung Quốc lên tới 600 đến 1.300 mét so với mực nước biển. Khí hậu ôn hòa, dễ chịu, gần giống ôn đới, nhiệt độ cao nhất trong năm không quá 28 độ C. Chúng tôi đã có một cái cuộc nghiên cứu về cái nhu cầu về cái thức ăn cho cái đàn bò. Hiện nay chúng tôi làm một cái trang trại 10.000 con ở tại Cao Bằng. Với một cái quy mô như vậy thì cái lượng thức ăn như là cây ngô, cây cỏ,
và một số cái loại phụ phẩm nông nghiệp khác thì nó yêu cầu nó rất là lớn. Thì chúng tôi đã đi khảo sát ở chung quanh vùng này. Dĩ nhiên ở chung quanh thì nó có chưa có đủ thể đáp ứng, và chúng tôi sẽ mở rộng sang những cái huyện lân cận để chúng tôi có thể phát triển những cái vùng nguyên liệu để mà có thể đảm bảo được cái thức ăn cho đàn bò. Thì đây là một cái dự án nó mang cái tính lan tỏa, chứ nó không có chỉ tập trung ở cái việc là nuôi chăn nuôi bò sữa tại chỗ, mà nó tác động đến cả một cái vùng kinh tế ở bên ngoài thông qua những cái hình thức là liên kết với bà con ở địa phương để có thể cung cấp và trồng và cung cấp những cái cây nguyên liệu cho thức ăn bò sữa cho chúng tôi. Đó là cái trước hết. Và dĩ nhiên một cái dự án như vậy thì nó sẽ giải quyết được rất là nhiều cái lao động ở địa phương. Chúng tôi chỉ đưa lên những cái chuyên gia người ta có kinh nghiệm để vận hành một cái trang trại cũng như nhà máy thôi. Còn những cái lao động thì tập chủ yếu là bà con ở địa phương. Và cái vấn đề thứ ba, tức là nó những cái tác động về hỗ trợ cho những cái ngành mà phụ trợ cung cấp các cái dịch vụ cho cái trang trại bò sữa, nó cũng phát triển theo như là chẳng hạn như là vấn đề vận chuyển nguyên liệu, vấn đề phát triển các cái dịch vụ lưu trú, nhà ở vân vân. Nói chung là nó rất là nhiều cái thứ ở chung quanh ở một cái những cái dự án bò sữa như vậy, thì nó tác động, nó mang cái tính cách, nó lan tỏa, nó hỗ trợ cho cái phát triển cái nền kinh tế của địa phương. Tập đoàn TH tiếp tục ghi dấu ấn là nhà đầu tư chiến lược khi xây dựng các dự án nông nghiệp công nghệ cao nơi địa đầu Tổ quốc. Lần đầu tiên tại các tỉnh vành đai biên giới phía Bắc có chuỗi chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tươi công nghệ cao, làm thay đổi một cách căn bản phương thức chăn nuôi trong khu vực. Trong đó, tất cả các khâu của quá trình sản xuất, chế biến, tiêu thụ và được vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế. Dự án chăn nuôi bò sữa sẽ tạo việc làm gián tiếp và thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động tham gia vào sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi bò, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, nâng cao đời sống của người chăn nuôi. Đây là dự án lớn hàng đầu trong lĩnh vực chăn nuôi bò ở địa phương, có tính chất hiện đại, đột phá về quy mô, công nghệ, mô hình tổ chức sản xuất, áp dụng công nghệ tiên tiến cho quy trình xử lý chất thải, khí thải, tăng cường diện tích cây xanh trong khuôn viên nhà máy và trang trại để giảm thiểu tác động đến môi trường. Rõ ràng, khi người dân được tiếp cận với ngành chăn nuôi hiện đại, sẽ góp phần làm thay đổi tư duy sản xuất, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất bền vững. Bà Thái Hương, nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH khẳng định, chiếc chìa khóa vàng công nghệ cao tiếp tục được Tập đoàn TH sử dụng tại dự án sữa Cao Bằng với quy trình chăn nuôi, quản lý đàn bò, chuồng trại sử dụng công nghệ đầu cuối hiện đại, trong đó có hệ thống quản lý bò sữa tiên tiến nhất thế giới Afimil Israel, quy trình quản lý dịch bệnh thú y của New Zealand, quy trình thiết bị xử lý nước, chất thải của Nhật, Israel, Hà Lan. Thực sự phải có những cái doanh nghiệp đủ tâm tâm, đủ trí tuệ để dẫn dắt người nông dân cùng đi theo mình. Việc đẩy TH đã làm được trong 10 năm. Đưa nông dân đi theo cái chuỗi mắt xích là trồng nguyên liệu cho bò ăn. Ngoài cái sản phẩm sữa thì bắt đầu là TH tôi lại bắt đầu là làm nhà máy chế biến non nước sạch và hoa quả đấy. Thì người nông dân bắt đầu sẽ có những cái vùng đình cánh cho những cây ăn quả, thu mua được nguyên liệu đầu vào cho cái nhà máy được. Với ý nghĩa quan trọng của dự án, Cao Bằng đã thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo yêu cầu các cấp, các ngành, người đứng đầu các địa phương, đơn vị nâng cao nhận thức, quyết tâm quyết liệt đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động khắc phục mọi khó khăn, chủ động phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn TH trong triển khai thực hiện, huy động tối đa mọi nguồn lực, quyết tâm hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch đã đề ra. Dự án đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua danh mục các công trình cần thu hồi đất. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện. Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Hòa đã thành lập 7 tổ công tác giải phóng mặt bằng dự án và tổ chức hội nghị công bố triển khai dự án, tổ chức tuyên truyền lấy ý kiến người dân. Các sở ngành đã hướng dẫn thủ tục đất đai, kiểm tra rà soát phương án giá đất để bồi thường, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt phương án giá đất cụ thể. Sở Kế hoạch Đầu tư tham mưu giao vốn ngân sách địa phương và ứng vốn giải phóng mặt bằng dự án trên 70 tỷ đồng. Với sự phối hợp giữa Tập đoàn TH và các sở ngành địa phương, cùng với đó là sự đồng tình ủng hộ của người dân,
Đến nay, công tác đền bù và giải phóng mặt bằng dự án đã cơ bản hoàn thành, tạo điều kiện cho việc triển khai các hoạt động thi công xây dựng dự án theo kế hoạch. Công tác xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ dự án, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với chính quyền các huyện Quảng Hòa, Hạ Lang, Trùng Khánh, tuyên truyền vận động người dân về hiệu quả khi tham gia liên kết với dự án, tiến hành quy hoạch vùng nguyên liệu khoảng 3.300 hectare trồng cỏ, ngô, sinh khối để phục vụ quá trình chăn nuôi của dự án, thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với 9,05 hectare rừng sản xuất có hiện trạng rừng tự nhiên nằm trong 66,7 hectare của dự án, đã thống nhất giao 9,05 hectare trên cho tập đoàn TH chăm sóc và bảo vệ. Trong thời gian tới, tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ nhất trí cho chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Đối với diện tích 0,44 hectare rừng trồng, hiện đang phối hợp với công ty lập hồ sơ trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã và đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ diện tích đất cho nhà đầu tư để tổ chức thẩm định, trình phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, tiến hành lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án, tỷ lệ 1/500, lập thủ tục xin thuê đất để triển khai thực hiện dự án. Với tinh thần triển khai quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và người dân, phấn đấu hoàn thành dự án với 4 phân kỳ có quy mô trang trại chăn nuôi 10.000 con bò sữa trong thời gian sớm nhất.